Rạng sáng ngày 3 tháng 12 tại gala trao giải quả bóng vàng do Fan Football tổ chức, Lionel Messi đã được xướng tên trở thành người thắng giải. Trước thời khắc siêu sao người Argentina nhận quả bóng vàng từ tay tiền vệ Luka Modric, ban tổ chức đã dành sẵn cho cựu tiền đạo của Barca và Didier Drogba chỗ ngồi trên sân khấu. Mục đích của việc làm đó chính là ban tổ chức muốn El Pulgar cùng mọi người có mặt tại đêm gala ấy nhìn lại hàng loạt màn trình diễn xuất sắc của số 10 trong nhiều năm qua. Tự theo dõi bản thân thi đấu thực sự là điều thú vị, nhưng suốt thời điểm anh chiêm ngưỡng khoảnh khắc mình tung hoành trên sân bóng, Messi chẳng có bất kỳ một động thái quan tâm nào. Phải cho đến khi đoạn video trình chiếu đến phân đoạn xuất hiện gia đình của mình gồm người vợ và ba đứa con, tiền đạo 35 tuổi mới bắt đầu nở nụ cười. Messi có thể là một vĩ nhân trên sân bóng, nhưng khi ánh đèn ở mọi sân vận động đã tắt, quả bóng vàng 2019 cũng chỉ là người cha bình thường cần có cho riêng mình một mái ấm hạnh phúc. Và khi nhắc đến gia đình của một trong những ngôi sao kiệt xuất của làng túc cầu, hai cậu quý tử Thiago và Mateo chính là tâm điểm khiến mọi người chú ý. Khác với cậu em Ucio, Thiago và Mateo lớn hơn nên thường có những hành động hồn nhiên, âu yếm bên trong mình, và điều đó luôn làm cho người hâm mộ thích thú. Người vợ của Messi hiện tại cũng chính là cô bạn thân thuở thơ ấu với El Pulga, là Antonella Roccuzzo, đã hạ sinh cho huyền thoại bóng đá đương đại ba người con. Tất cả đều là con trai. Đứa lớn nhất mang tên Thiago Messi, tính đến nay cậu cả đã 10 tuổi. Chỉ cần lướt thoáng qua thì tất cả đều tin chắc cậu ấm này là con của Messi, bởi cả hai đều có khuôn mặt giống hệt hai giọt nước. Ít ai biết được ngay từ thời điểm lọt lòng, Thiago đã được cha mình hướng bản thân theo sự nghiệp quần đùi áo số. Vừa mới ra đời được 3 ngày, câu lạc bộ Newell's Old Boys, đội bóng thời trẻ của Messi, đã cử người đại diện ngỏ lời muốn ký hợp đồng với Thiago. Ngay lập tức, bố của tiền đạo người Argentina, tức ông nội của Thiago là Jorge, đã đồng ý đi đến thỏa thuận. Ngay từ thời điểm chào đời, Thiago đã có trách nhiệm lớn để viết tiếp câu chuyện vĩ đại trên sân cỏ thay cho cha của mình. Chứng kiến điều này, nhiều người nhanh chóng nghĩ đến câu nói, con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Thậm chí nếu đi sâu vào câu chuyện những đội bóng muốn sở hữu Thiago, thì mọi chuyện căng thẳng chẳng kém các thương vụ đình đám trên thị trường chuyển nhượng. Nghe tin Thiago chào đời, huấn luyện viên của Arsenal thời điểm đó là Arsene Wenger tức tốc đi đến sân bay quốc tế Heathrow nhằm mục đích đáp chuyến bay VIP từ London đến bệnh viện địa phương ở Barcelona. Việc làm nhanh gọn này của Wenger không phải vì ông trên đường đi thuyết phục một cầu thủ tầm cỡ nào, mà bởi chiến lược gia người Pháp mong muốn ký hợp đồng với Thiago với giá 10 triệu bảng Anh. Nhưng Wenger khi biết được tin tức thì ông lại đang ở nước Anh, nên dĩ nhiên chẳng thể nhanh bằng chủ tịch của Real Madrid là Florentino Perez. Vì Perez có nhiều mối quan hệ ở Barca nên ông nhanh chóng biết thông tin này trước cả Wenger. Người đàn ông quyền lực nhất Bernabeu thậm chí còn chịu chơi hơn cả Wenger vì chuẩn bị sẵn 100 triệu bảng. Ông tự tin với khoản tiền khổng lồ ấy sẽ giúp bản thân ký hợp đồng với Thiago. 100 triệu bảng không phải số tiền chuyển nhượng hiếm gặp trên thị trường chuyển nhượng, nhất là đây là lời đề nghị của ông chủ Real. Nhưng đáng nói, số tiền ấy dành cho một đứa bé còn chưa biết đi. Để mọi chuyện hấp dẫn hơn, nguồn tin từ Marca đã tiết lộ cả Perez và Wenger còn chuẩn bị sẵn tờ giấy ăn để ký hợp đồng với cầu thủ ít tuổi nhất thế giới. Nghe đến việc ký hợp đồng trên giấy ăn, bất kỳ ai là fan của bóng đá đều hiểu rõ Perez và Wenger đang muốn lịch sử được tái hiện như cái cách mà Messi chuyển đến Barcelona trong quá khứ. Tự tin là thế, nhưng Perez đã cúi đầu ra về bởi Messi khẳng định cậu con trai chỉ thuộc về Barca và là vô giá trước khi số 10 quyết định đồng ý với lời đề nghị cho Thiago từ câu lạc bộ cũ tại quê nhà. Tuy nhiên đáng tiếc thay, đứa bé năm nay đã 10 tuổi lại không thực sự dành quá nhiều tình cảm cho môn thể thao vua. Thiago vẫn cùng cha và gia đình đi khắp các sân vận động, các sự kiện liên quan đến bóng đá. Cậu nhóc thậm chí còn thần tượng kình địch lớn nhất của cha mình là Cristiano Ronaldo. Song, nếu nói về việc Thiago có mê bóng đá theo kiểu chết mê chết mệt hay không, thì câu trả lời là không. Điều này đã được chính Messi chia sẻ. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, trong một chương trình truyền hình Uruguay, huyền thoại đã giành 7 quả bóng vàng khẳng định cậu con cả của mình không có tình yêu với bóng đá. Nó không ưa bóng đá lắm, thực sự là như vậy. Thằng bé tới trường hay các sân vận động để xem Barca thi đấu chỉ vì ở đó xuất hiện người bạn thân của nó là Benjamin, con trai của Suarez. Với môn thể thao này, nó chẳng có sự hâm mộ nào cả. Nó khác xa với Benjamin, cậu nhóc này có thể chơi bóng cả ngày. Với thông tin này, điều này thực sự khiến người hâm mộ bóng đá cảm thấy đáng tiếc, bởi có thể họ sẽ không được chứng kiến người con trai lớn nhất của Messi kế nghiệp của cha mình. Khán giả còn có lý do tiếc nuối hơn, bởi Cristiano Ronaldo cũng có con trai cả rất đam mê bóng đá. Ngay từ lúc nhỏ đến hiện tại, Ronaldo Junior đã thể hiện rõ tài năng chơi bóng của mình trong các tập thể trẻ từng góp mặt. Điểm giống nhau giữa hai cặp con cả nhà Messi và Ronaldo còn nằm ở ngày sinh. Ronaldo lớn hơn Messi nên chân sút người Bồ Đào Nha ra đời sớm hơn M1869 ngày. Trùng hợp thay, Ronaldo Junior cũng lọt lòng sớm hơn Thiago với khoảng thời gian tương tự. Điều này đã được người hâm mộ quốc tế phát hiện trên Twitter. Và tất cả đều nghĩ đến viễn cảnh trường hợp cha truyền con nối giữa hai gia đình này. Ít ra sau khi Ronaldo và Messi từ ra sân cỏ, các fan của họ hy vọng có thể theo dõi Ronaldo con với Messi con tranh tài, tạo nên cuộc đua gây cấn chẳng khác gì thế hệ trước. Ronaldo với Messi đã thúc đẩy lẫn nhau, tạo động lực cho nhau, để rồi cả hai đã tạo nên nhiều thành tích siêu phàm trong lịch sử bóng đá. Do đó nếu Ronaldo Junior và Thiago Messi tiếp tục thay hai người cha của mình làm điều đó, rõ ràng chẳng có gì tuyệt vời hơn thế. Dẫu vậy, như lời Messi tiết lộ thì môn thể thao vua không chảy vào huyết quản của Thiago như điều mà Ronaldo Junior đang có. Về câu chuyện khác nữa của Thiago,
hẳn sẽ ít người biết cậu nhóc không gọi Messi là bố. Đây thực sự là điều kỳ lạ khiến những người lần đầu tiên nghe được cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên thực chất, vấn đề này bắt nguồn từ sự nổi tiếng của Messi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng Messi đã lên tiếng thừa nhận đó là sự thật cách đây 5 năm. Để giải đáp cho thắc mắc này, chân sút thuộc biên chế PSG phát biểu trên tờ Marca: "Thiago đã 5 tuổi rồi nên nó bắt đầu nhận thức được những vấn đề xung quanh. Sự nổi tiếng của tôi đã ảnh hưởng đến Thiago. Tuần nào nó cũng theo gia đình đến sân vận động chứng kiến tôi thi đấu. Khi đó, người hâm mộ thường xuyên gọi tôi là Lionel Messi. Khi đi học, bạn bè và cô giáo của nó cũng gọi tôi như thế. Thiago lắng nghe liên tục nên dần dần nó cũng có thói quen gọi tôi giống vậy luôn. Nó gọi tôi bằng tên thay vì bố bởi chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh." Do đó lời phát biểu này đã dập tắt nghi ngờ vì Messi quá bận rộn cho các trận đấu dẫn đến lơ là Thiago. Để rồi cả hai cha con không thân thiết. Đúng thực, Messi là ngôi sao bóng đá nổi tiếng nên anh luôn bận rộn với công việc của mình. Nhưng ngay từ thời điểm Thiago chào đời, El Pulga vốn đã nhận thức được không điều gì quan trọng hơn gia đình của mình. Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu có thời gian rảnh, huyền thoại xứ Tango đều tranh thủ dành thời gian cho con trai lớn nhất và cả gia đình. Theo Messi, đó chính là cách anh thư giãn sau mỗi trận đấu căng thẳng. Messi cũng giống như những người cha khác khắp thế giới là luôn mong mỏi con mình làm được điều bản thân thích nhất. Do đó, hẳn M10 cũng chẳng quá quan tâm đến việc cậu con cả có đi theo sự nghiệp quần đùi áo số hay không. Messi càng có lý do cho điều ấy nhất là khi chân sút sinh năm 1987 đã được vợ mình sinh ra cậu quý tử thứ hai. Messi lần thứ hai lên chức cha sau khi Matteo Messi cất tiếng khóc đầu tiên trong đời vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Cái tên Matteo này càng tiếp tục chứng minh cái duyên khó dứt giữa Messi và Ronaldo. Bởi sau này, khi CR7 sinh cặp song sinh, anh đã đặt tên cho cậu con trai là Matteo Ronaldo. Nói kỹ thêm về cậu con trai thứ hai, Matteo được xem là cậu nhóc khá tinh nghịch và hiếu động. Khác với anh trai Thiago, người hiền lành và trầm tính, thì Matteo thường rất quậy phá. Đôi lúc cậu ấm 7 tuổi này còn ăn hiếp người anh của mình. Nhưng cũng vì những hành động ngây thơ hồn nhiên và có phần lém lỉnh đó, nên Matteo được cộng đồng mạng yêu quý khác nhiều. Nhóc tỷ này có mái tóc xoăn tít từng được cha mình nêu nhận xét trên kênh thể thao TIC Sport. Thiago và Matteo rất khác nhau. Đứa đầu là một tài năng và rất ngoan, nhưng đứa con lại thì hoàn toàn trái ngược. Một nỗi rắc rối thật sự. Nó rất nghịch ngợm, nhưng tôi phải công nhận rằng nó giống tôi nhiều hơn. Matteo rất thích những cuộc đối đầu. Mỗi khi chúng tôi leo cầu thang, thằng bé luôn cố gắng trèo lên trước và quay lại nhìn tôi với vẻ đắc thắng. Cũng khác với Thiago, đứa con mà Messi thừa nhận không thích bóng đá, thì Messi đặc biệt khen ngợi Matteo khi cậu nhóc nhiều khả năng sẽ kế nghiệp của mình. Trong số 3 đứa, Matteo là đứa có tố chất nhất. Nó yêu bóng đá lắm, suốt ngày toàn mặc áo đấu các cầu thủ. Điều mà Messi bày tỏ không phải thiếu căn cứ. Vào ngày sinh nhật 4 tuổi, Matteo đã được quay một clip thể hiện kỹ năng sút bóng. Cậu quý tử này lấy đà rất chuẩn trước khi tung cú sút bằng mu đưa quả bóng vào góc hiệp nhất của khung thành. Sau khi sút bóng vào lưới, Matteo còn giơ hai tay lên trời ăn mừng, giống hệt với cái cách mà Messi thường làm. Hình ảnh đó đã thuyết phục cộng đồng mạng và mọi người đều kỳ vọng Matteo có thể nối nghiệp cha mình. Đó hẳn là điều Messi vui nhất ở cậu quý tử thứ hai, bởi Matteo thường xuyên khiến El Pulga nhức đầu. Matteo không chỉ quậy phá mỗi anh trai mình, mà khi được dịp, đứa nhóc này của Messi còn chọc phá chính Messi nữa. Vào mùa giải 2019, Barcelona gục ngã tại Champions League và cúp nhà vua sau khi thua Liverpool lẫn Valencia. Trên TIC Sport, Messi xác nhận vì điều này mà anh đối diện với nhiều màn chọc phá của Matteo. Một hôm khi đang chơi ở nhà với nhau, Matteo ghé lại gần tôi rồi bảo rằng: "Con đến từ Liverpool và con sẽ đánh bại bố." Một lần khác, nó lặp lại điều y hệt thế nhưng là với áo đấu của Valencia. Bên cạnh đó, khi cả nhà đang theo dõi trận đấu trên TV, nó sẽ cổ vũ các bàn thắng của Real Madrid vì nó là cổ động viên Real và chọc tức anh trai mình, đứa con lúc nào cũng yêu thích Barcelona. Đỉnh điểm trong trò trêu chọc của Matteo còn ghê gớm hơn thế, khi cậu bóc thoải mái trêu chọc cháu trai của Van Dijk trong buổi lễ trao giải quả bóng vàng 2019. Vào thời điểm nghe tin tên của cha mình được xứng tên, Matteo đã có phản ứng ăn mừng hơi lỗ một chút, bằng cách cười như nắc nghè, lắc lư trên ghế rồi nhìn qua cháu của Van Dijk. Hình ảnh đó khiến cư dân mạng khoái chí, cứ ngỡ như Matteo đang muốn cháu của Van Dijk xấu hổ vậy. Cậu nhóc còn vui quá trớn khi lao vào ôm anh trai đang ngồi kế bên và khiến Thiago phải ôm tay với vẻ mặt đầy nhăn nhó. Đồ quậy, đồ hồn nhiên, đồ tinh nghịch của Matteo chưa dừng lại ở đó. Ở trận đấu gặp Betis đầu mùa, Messi vì chấn thương nên dắt cả nhà đến sân theo dõi, để rồi người hâm mộ được dịp chứng kiến hình ảnh đáng yêu từ cậu con trai thứ hai của Messi. Sau khi Betis ghi bàn, Matteo đã òa lên ăn mừng, trong khi Messi và Suarez cảm thấy tiếc nuối. Cậu ấm nhà Messi thoải mái hét lên, đưa hai tay ăn mừng trước sự ngỡ ngàng từ mọi người xung quanh. Mãi một lúc, Matteo mới biết bản thân ăn mừng nhầm bên rồi thể hiện sự ngượng ngùng khiến người hâm mộ khoái chí. Động thái đó của Matteo đã làm cho người hâm mộ nghĩ ngay đến việc cậu nhóc là một anti-Barca chính hiệu. Đây là điều hoàn toàn có lý bởi trước đó Matteo thường xuyên chọc tức cha và anh trai mình khi Barca thất bại. Dẫu biết đây chỉ là một lời châm chọc vui từ tất cả, nhưng yếu tố này là điều giúp người hâm mộ cảm thấy thích thú khi theo dõi được hình ảnh của Matteo. Và đây là một khía cạnh khác giúp gia đình của Messi thêm nhiều tiếng cười. Bởi so với một Thiago hiền lành đôi lúc có phần nghiêm túc, thì Matteo lại ngây thơ, tinh nghịch, muốn làm mọi điều nếu bản thân cảm thấy thích. Do tính cách này nên đã biến Matteo trở thành một cậu nhóc vô cùng dễ thương đối với mọi người.
và Matteo được xem là cây hải chính trong gia đình. Sau tất cả, dù Thiago và Matteo là hai đứa con có tính cách trái ngược nhau, nhưng chắc chắn cuộc sống của Messi đã trở nên muôn màu muôn vẻ hơn sau khi hai cậu quý tử chào đời. Chưa biết cả hai có nối nghiệp cha mình hay không, nhưng ít ra hiện tại đang cho thấy Thiago cùng Matteo đang được trưởng thành trong một gia đình đầy đủ, cùng với sự giáo dục, tình thương từ cha mẹ. Với mọi đứa trẻ, đó hẳn là điều hạnh phúc hơn mọi thứ ở trên đời.